Trời ơi đau đớn cho ta, nàng ta xem ta như một kẻ ăn đời, cầm nén bạc trong tay mà dòng lệ ngập ngừng rơi. Còn buồn nào một kẻ bàng quan tiễn đưa cô dâu theo chồng về xứ lạ. Suốt đời tôi chưa một lần hạnh phúc nên ao ước được nhìn xem một đám cưới qua đường. Rồi kiều cưới đi qua tôi thầm trách cho đời mình sao cũng còn mãi cho tới giờ này mà vẫn phải chịu cô đơn. Ngày lại ngày sống kiếp lang thang như chờ đợi tương lai một cái gì vô vọng, chờ đợi xuân mà xuân không bao giờ đến. Thấy nắng trời mà ép đông cho sầu chất nắng sầu. Lời anh nói ra thật tình làm cho tôi khó hiểu. Tôi muốn biết công là ai. Và thưa bà, tôi chỉ là một tên ăn mày khốn khổ, đang cần bạc vàng cơm áo để đủ sống như người ta. Ông ơi, những điều ông vừa nói ra tôi nghe như hai chú cha. Tôi muốn biết rằng ông quen hay là sao là mẹ tính đưa tôi cất đi bước theo chồng. Điều đó khiến cho tôi tim rải đứt cả trong lòng. Tôi cũng có nhiều nỗi khổ tâm không nói được. Tôi lấy chồng nhưng không có hạnh phúc đâu. Vậy thì ông cũng đừng nặng tiền đưa tôi, vì như thế sẽ làm cho tôi thêm nhớ đám người yêu cũ. Ta rằng cứ để cho tôi dằm bờ lạnh